thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì ngày toàn dân đi bầu cử thời tiết bao trùm ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ duy trì trạng thái thời tiết nắng nóng vào ban ngày có nơi sẽ xuất hiện nắng nóng gây gắt vào giữa trưa riêng tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ ngày hôm nay chiều tối sẽ có mưa rào và dông cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa và mưa to nữa quý vị hãy lưu ý những trạng thái thời tiết này để việc đi đến các điểm bỏ phiếu được thuận lợi hơn nhé các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng ngày hôm nay cho đến là 7 giờ tối. Và khi đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân thì quý vị và các bạn cũng nên ghi nhớ tuân thủ đầy đủ các quy định 5K để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Còn ngay bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết cho các địa phương trên cả nước. Thưa quý vị, tại khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời sẽ có nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức là từ 27 cho đến là 37 độ C. Trong khi đó, tại khu vực Bắc Bộ ngày hôm nay, ban ngày trời nắng nóng và có nơi nắng nóng gây gắt vào giữa trưa. Chiều tối có nơi sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực này, nhiệt độ sẽ phổ biến là từ 26 cho đến là tầm 38 độ xuống dưới khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng và khu vực này sẽ có nắng nóng gây gắt vào giữa trưa, có nơi đặc biệt gây gắt. Gió nhẹ, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông. Nhiệt độ tại đây phổ biến ở mức là từ 26 cho đến là tầm 39 độ xuống với khu vực Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng cho đến là Bình Thuận, ngày hôm nay trời vẫn tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối sẽ có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ phổ biến ở đây là từ 25 cho đến là tầm 37 độ. Còn thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay trời vẫn tiếp tục sẽ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Riêng vào lúc chiều và tối sẽ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ sẽ có nơi xuất hiện mưa vừa và mưa to. Nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 21 cho đến là tầm 33 độ. Đến với khu vực thời tiết biển, trên biển quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay trời sẽ không mưa, tầm nhìn xa tại đây khá rộng trên 10 km. Khu vực tại quyện đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và đại rác có dông. Trong mưa dông, đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan là xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa tại đây sẽ dao động ở mức là từ 4 cho đến là tầm 10 km.